Phim mới của chị gái Bạch Lộc được dự đoán xoán ngôi trường tương tư, trường Nguyệt Tận Minh. Đại đường địch công án của chị gái Bạch Lộc phá kỷ lục mọi thời đại gây sốt với hơn 45.000 diễn viên tham gia. Đại đường địch công án của chị gái Bạch Lộc Trần Đô Linh nhập cuộc ổn định và hứa hẹn nối tiếp hào quang của các siêu phẩm cổ trang 2023. Đầu năm có trường Nguyệt Tận Minh giữa năm bùng nổ trường tương tư. Siêu phẩm cổ trang đại đường địch công án tạo cơn bão lớn trên khắp các bảng xếp hạng giải trí hoa ngữ và quốc tế, lập nhiều thành tích khủng ngay trước thềm ra mắt với 8 triệu lượt đặt xem trước. Mặc dù chiều trong khung giờ hạn chế nhưng vẫn vẫn nghị lực neo núi, đã được mục rating 1.3% dẫn đầu trong các chương trình chiếu cùng khung giờ. Thị phần của phim khoảng 10% bền vững qua nhiều ngày. Ngày mùng 10 tháng 2 đến khoảng 13%. Đại đường địch công án quy tụ những gương mặt đỉnh đàm xứ hoa ngữ sở hữu kịch bản gốc khó đoán, dễ dàng đạt được thành tích nhất định và khơi gợi sự tò mò, chờ đợi của rất nhiều khán giả. Là dự án phim siêu trọng điểm, đại đường địch công án có tổng cộng 45.460 cái tên tham gia, trong đó có 160 ngôi sao lớn, diễn viên chính do Chu Nhất Vi, trong vai địch công địch nhân kiệt và vương lệ khôn đảm nhận. Già diễn viên phụ có thể kể tới như Trung Sở Hy, Cơ Tha, Bưu Dũng, Lăng Tư, nội dung của phim được chuyển thể từ series truyện trinh thảm địch công kỳ án. Thông qua từng phần chuyện, địch công kỳ án không chỉ là chuyện hư cấu, mà còn vẽ nên những bức tranh nhân tình thể thái sống động, lồng ghép những yếu tố tinh hoa văn hóa lịch sử của thời nhà đường dưới sự trị vì của nữ đế Võ Tắc Thiên vào trong các vụ án. Không chỉ mạnh ở cốt truyện, đớn ven sàn cát và hùng hậu ở khỉ xảo, đại đường địch công án còn sở hữu nội dung nuôi cuốn khai thác đề tài điều tra và án kỳ bí, thể loại đang rất khăn hiểm tác phẩm hay của màn ảnh hoa ngữ. Theo chân địch nhân kiệt Chu Nhất Vi, khán giả sẽ bước vào chặng đường đóng góp công sức cho sự bình yên của bách tính, tinh thần quyết tâm tìm kiếm phơi bày sự thật để diệt trừ cái ác. Đảm nhận vai chính địch nhân kiệt, Trương Nhất Vi khiến mặt phim kỳ vọng khi sở hữu gia tài phim ảnh đáng ngưỡng mộ với hơn 50 tác phẩm truyền hình và hơn 20 tác phẩm điện ảnh. Dù chỉ là nữ chính khách mời của từng phần, song đạo diễn vẫn dành lời khen có cành cho Trần Đô Linh. Cô ấy có tính cách mạnh mẽ, cả đoàn phim đều thích vì luôn có tâm và học hỏi.